trở thành tỷ phú cùng với Momo. Vào Momo, kèo vé số Keno giải thưởng 2 tỷ 10 phút quay một lần. Trận derby Manchester giữa Man United và City đã diễn ra kém kỳ vọng của người hâm mộ và kết thúc với tỷ số hòa không đều bùng tẻ. Sau trận hòa trên sân Old Trafford, Man City hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Họ đã không thể ghi bàn trong hai trận đấu sân khách liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2017. Nếu cứ đá với phong độ phập phù và thiếu quyết tâm như vậy, đội bóng của Pep Guardiola khó lòng chạy đua, nhất là khi Premier League sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cũng vào đêm qua, Hope Hampton đã thua 0-1 trước Aston Villa. Newcastle đánh bại West Brom với tỷ số 2-1. Everton cũng có được chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Đang thăng hoa La Liga, nhưng Atletico Madrid dễ dàng để thua Real Madrid ở trận derby Madrid sau khi đã thủng lưới từ pha đánh đầu của Casemiro và tình huống phản lưới nhà của thủ môn Jan Oblak. Một lần nữa, Rohit Blancos đã để cho Los Blancos ác vía và không còn là chính mình khi đối đầu với kình địch cùng thành phố. Thắng lợi 2-0 trước Atletico giúp đội bóng của Zidane leo lên vị trí thứ 3 với những gì đã thể hiện ở ba trận đấu quan trọng và sinh tử trước Sevilla, Galapagos, đặc biệt là trận derby Madrid. Có thể khẳng định Real Madrid đã chính thức trở lại ở cuộc đua vô địch mùa này. Cũng vào đêm qua, Valladolid có được chiến thắng 3-2 trước Osasuna, Valencia và Athletic Bilbao hòa nhau 2-2. Getafe được thuộc 0-1 trước Sevilla. Nó cũng là kết quả trận đấu giữa Huesca và Alaves. Ngay trên sân nhà, Dortmund được Stuttgart vùi dập với tỷ số khó tin 5-1 trong ngày mà hàng công họ chơi bế tắc, có hai phòng ngự thì chơi như những gã học việt. Bàn thắng duy nhất của Dortmund được ghi do công của Giovanni Reina, trong khi cú đúp của Silas, Wamangituga cũng như pha lập công khác của Forster, Koulibaly và Gonzalez đã mang về chiến thắng ấn tượng cho tân binh Bundesliga. Thua sốc với tỷ số 1-5, Dortmund nối dài chủ trận không thắng tại Bundesliga lên con số 3. Đây cũng là trận đấu tệ nhất của Die Rosen kể từ đầu mùa và thật sự họ đang gặp vấn đề quá lớn về việc phụ thuộc quá mức vào Haaland. Cũng vào đêm qua, Gladbach và Hertha Berlin hòa nhau 1-1. Mainz 05 đã thua 0-1 trước Cologne. Leipzig đã mạnh Bremen với tỷ số 2-0. Freiburg cũng vượt qua Bielefeld với tỷ số tương tự. Union Berlin và Bayern hòa nhau 1-1. Mikel Arteta vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Arsenal bất chấp các kết quả không tốt trong thời gian qua. Giám đốc điều hành Vinay Venkatesham giải thích thêm trên The Times. Với Arteta, chúng tôi đã có một số yếu tố quan trọng. Anh ấy là một người có kinh nghiệm tuyệt vời ở Premier League. Đội ngũ của Arteta cùng giám đốc kỹ thuật Edu và các trợ lý của anh ấy rất mạnh mẽ. Có anh ấy, chúng tôi có một người đàn ông có mọi yếu tố để thành công và đặc biệt là có thể thành công theo cách tôn trọng lịch sử và truyền thống của câu lạc bộ. Theo lịch, Arsenal sẽ tiếp đón Burnley vào lúc 2:15 ngày 14 tháng 12. Đây là cơ hội tốt để Arsenal cải thiện tình hình của họ trên bảng xếp hạng. Jesse Lingard đã không còn chỗ đứng trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer tại Man United. Theo WhoScore, Lingard không gặp chấn thương hay vấn đề sức khỏe nào cả. Solskjaer đã gạt anh khỏi đội hình vì có nhiều phương án chất lượng hơn cho bàn ghế dự bị. Jesse Lingard đang trải qua những ngày tệ hại nhất trong sự nghiệp. Chưa bao giờ anh có mùa khởi đầu thất vọng như vậy. Kể từ đầu mùa, Lingard chia ra sân 2 lần tại cúp liên đoàn. Một loạt những tờ báo Anh nhận định tương lai của Jesse Lingard đã chấm dứt. Mino Raiola, người đại diện của Lingard, đang tìm biến độ mới cho tuyển thủ người Anh. Real Sociedad đây là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến việc chiêu mộ Lingard. Chia sẻ trên BBC, Ibrahimovic khẳng định anh đã thay đổi lối chơi để phù hợp với tuổi tác và sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp đến chừng nào còn có thể. Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi không thể làm những gì mình đang làm. Tôi chỉ cần giữ thể lực thật tốt. Tôi không còn chạy nhiệt như trước đây. Bây giờ tôi chạy thông minh hơn. Ở Serie A, ba tiền đạo khó nhất bởi trợ lý bóng đá Ý là ưu tiên giữ sạch lưới hơn là việc ghi bàn. Ở tuổi 39, Ibrahimovic vẫn là chủ xuất số 1 của đội chủ sân San Siro với 11 bàn thắng sau 10 trận ra sân trong mọi đấu trường. Ibra cũng là chủ giữ tinh thần của toàn đội trong giai đoạn tìm lại ánh hào quang xưa. Theo truyền thông Đức, tiền vệ tấn công đang rất hot. Dominic Soboslai đã quyết định gia nhập Leipzig vào tháng Giêng tới đây. Trưởng thành từ học viện danh tiếng của Red Bull Salzburg, Dominic Soboslai hứa hẹn sẽ là nguồn soi sáng tiếp theo sau những tên tuổi như Sadio Mane, Naby Keita, Erling Haaland hay Dayot Upamecano của đội bóng nước Áo. Thậm chí còn có ý kiến đánh giá tiền vệ tấn công người Hungary là cầu thủ đáng xem nhất bên ngoài năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Dĩ nhiên khi Soboslai nằm trong tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ lớn. Ở phiên chợ hè vừa qua, tài năng 20 tuổi tưởng chừng đã ở rất gần với AC Milan, nhưng thương vụ lại đổ bể vào phút chót vì một vài lý do.